Đây là cảnh sát gia đình ngày đầu tiên ra nghề. Đi bắt cướp. Xin lỗi nha, chưa lái xe ra. Đừng có đụng vô xe mami nha. Nó chưa có đạp mạnh hết ga nên nó còn giật giật. No, you cannot talk when you're driving. You have to be driving and now baby will call you again. Let's go. Ngầu quá. Quá. Ờ gì? Ê, chạy đường này chứ. Cho nó chạy thẳng tới đầu đường cũng được. Nó cái chân nó không đạp hết nè. Hai cái này là 2.5, phần sau mới là thành 5 phải không? Thành chị. Mình phải giật cái gì ra nó thành. Ủa sao police đi đâu vậy? Nó nói điên vòng đi về rồi. Tại anh kêu nó gây go fast. Thì có garage để xe nè. Tắt giùm cái đèn đi police.